Xin trân trọng kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kênh xin kính gửi tới quý vị nội dung bài viết Tư bản thân hữu có phải là con đường tất yếu? Nguồn tin từ tác giả Dương Quốc Chính. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Ở bài viết trước, tư bản thân hữu và tư bản nhà nước, tôi đã so sánh hai loại tư bản này ở chế độ Cộng sản 2.0. Tư bản thân hữu thậm chí nguy hại không kém gì so với tư bản nhà nước nó thúc đẩy tham nhũng làm gia tăng sự bất công đào sâu thêm cái hố ngăn cách phân biệt giàu nghèo khi tư nhân hóa tư bản nhà nước thành tư bản thân hữu thì đúng là kinh tế có tăng trưởng nhưng sự giàu có sẽ chỉ tập trung vào nhóm thân hữu và quan lại bảo kê còn người dân thì chỉ hưởng sái rơi vãi từ những nhóm người trên không đáng kể Quốc gia chỉ giàu có và bền vững, khi sự phát triển phải tương đối đồng đều, tức là phải gia tăng tầng lớp trung lưu, chứ không phải là xuất hiện những đỉnh cao và vực sâu giàu nghèo. Trong bài viết nói trên thì có mấy bạn đã hiểu sai lệch về con đường phát triển. Họ cho rằng tư bản thân hữu là con đường tất yếu và cần có để mà phát triển một đất nước theo chế độ cộng sản Họ ví dụ về những con rồng châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và cho rằng các nước trên đều đi qua con đường tư bản thân hữu để có sự thịnh vượng ngày hôm nay. Thật sự có đúng như vậy hay không? Tư bản thân hữu có bắt buộc là con đường phải đi qua và nó sẽ kéo dài bao lâu? Tư bản thân hữu không hề xa lạ trong xã hội tư bản, nhưng nó là khái niệm mới đối với các quốc gia cộng sản 2.0. Nhưng ở các quốc gia cộng sản 2.0 thì tư bản tân hữu được đẩy lên một tầm cao về sự lũng đoạn. Đầu tiên, chúng ta không được nhầm lẫn giữa tư bản thân hữu và tư bản hoang dã. Hai khái niệm này có cái vỏ tương đối giống nhau, để chỉ các doanh nghiệp tư nhân cá mập, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống các doanh nghiệp vừa và nhỏ để mà chiếm lĩnh độc quyền. Nhưng hai loại tư bản này khác nhau về bản chất tư bản hoang dã là sản phẩm của nhà nước cánh hữu hoặc là lúc chưa có cánh nào tức là chỉ có duy nhất tư bản nguyên thủy đó là giai đoạn mà các đại công ty kiểu như là vua dầu mỏ vua thép các nhà tài phiệt kiểu như là Rockefeller bên Mỹ như là các vị vua trong lĩnh vực của mình giai đoạn đó đúng là hoàng kim của cánh hữu người bóc lột người cá lớn nuốt cá bé nhưng mà con cá lớn có thể nuốt được con cá bé là dựa vào năng lực tự thân của nó doanh nghiệp độc quyền nó giống như là chúa dân lâm đứng lên cai trị muôn loài trong lãnh địa của nó và dựa vào sức mạnh móng vuốt và hàm răng của chính nó tất nhiên tư bản hoang dã cũng có thể đi kèm với tham nhũng cấu kết nhưng mà con đường phát triển của nó không phải dựa vào chủ yếu sự cấu kết với chính quyền còn tư bản thân hữu nó là sản phẩm của tham nhũng và cấu kết một doanh nghiệp thân hữu không nhất thiết phải là doanh nghiệp khổng lồ như tư bản hoang dã. Thậm chí nó còn có thể rất nhỏ, đủ loại quy mô. Doanh nghiệp thân hữu đơn giản chỉ là doanh nghiệp có mối quan hệ với quan lại và cạnh tranh dựa trên quan hệ là chính, năng lực là phụ. Thậm chí không cần năng lực. Doanh nghiệp thân hữu thần túy có thể chỉ cần có vài người chạy dự án xong rồi lại bán lại dự án hoặc là thuê thầu phụ có năng lực để triển khai các doanh nghiệp đầu tư bot là rất điển hình cho loại doanh nghiệp thân hữu này tư bản thân hữu không phải là cá lớn nuốt cá bé mà là cá quen nuốt cá lạ cá lớn có khi phải làm thầu để phụ cho con cá con phải thấy rằng tư bản thân hữu là cái quái thai sinh ra từ chính quyền tham nhũng nó đi ngược lại quy luật cạnh tranh của tư bản nguyên thủy và của tự nhiên mạnh phải thắng yếu mạnh ở tư bản thân hữu là mạnh quan hệ chứ không phải là mạnh năng lực sân sau của bí thư sẽ thắng sân sau của chủ tịch sân sau của bộ trưởng thắng sân sau của thứ trưởng tư bản thân hữu cũng có loại doanh nghiệp vừa có năng lực vừa có quan hệ nhưng thành hay bại vẫn dựa vào quan hệ là chính chứ không phải dựa vào năng lực là chính điều này chủ yếu là do lòng tham của anh em quản lý doanh nghiệp nào chi mạnh tay hơn hoặc là quan hệ thân thiết hơn là thắng thầu. Nếu chi mạnh nhất và năng lực cũng tốt nhất thì càng dễ thắng. Nên cần hiểu bản chất là các doanh nghiệp ở trong các ngành phụ thuộc chính vào sự cấu kết của bất động sản, khai khoáng, viễn thông, thiết bị y tế. Họ giàu có trước hết là nhờ quan hệ. Từ lý giải ở trên ta thấy các đại công ty từ thuở hàn vi của Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan là tư bản hoang dã chứ không phải là tư bản thân hữu. Hoặc nếu có thân hữu thì họ vẫn dựa chủ yếu vào năng lực thực sự chứ không phải dựa vào quan hệ là chính. Bởi vì như chúng ta thấy, Hàn, Nhật, Đài, Thủa Hàn Vi không hề là thiên đường của tham nhũng. Thậm chí là Bắc Trung Y, thời nổi tiếng sắt máu khi mà chống tham nhũng, ông cũng không hề có cuộc sống ta hoa. Tương tự như vậy, với các thủ tướng Nhật hay là bố con tưởng giới thạch, Tư bản thân hữu ở cùng thời điểm đó ở Philippines với Tổng thống Marcos nổi tiếng tham nhũng. Với các chaebol của Hàn Quốc buộc cũng phải tuân lệnh Park để hoàn thành các sứ mệnh khó khăn mà chính phủ giao phó, như là đầu tư vào các ngành khó kiếm lời. Đổi lại, họ có thể được tạm tha cho những tội lỗi khác khi bị phát giác. Chuyện này tôi cũng đã viết nhiều về chai bon Hàn Quốc, nhưng sự phối hợp đó thì không hề do tham nhũng. Nhóm lợi ích nói chung không bẻ lái lũng đoạn được chính quyền. Tuy nhiên, tham nhũng là thứ không thể thiếu ở chế độ tư bản. Ở ba nước trên vẫn có tham nhũng. Nó chỉ không tràn lan mà thôi. Vì thế mà các chaebol vẫn có thể đút lót như thường, chẳng qua là không lộ liễu như ở Việt Nam hay là Trung Quốc. Vì thế mà Samsung tuy là một trong các chaebol lớn nhất Hàn Quốc, nhưng họ cũng có truyền thống đút lót. Người thừa kế của Samsung cũng có những truyền thống đi tù từ thời của Park Trung Nghi đến tận những năm gần đây. Nhưng Samsung không được coi là tư bản thân hữu, bởi họ có năng lực hàng đầu thế giới với số một về lĩnh vực và quan hệ chỉ là dầu bôi trơn đối với họ, chứ không phải là lý do chính để dẫn đến thành công. Một lý do chính khiến chính quyền ba nước con rồng kia kiểm soát được tham nhũng để không biến tư bản hoang dã thành tư bản thân hữu là do họ độc tài, hàn, đài hay dân chủ, nhật mà không toàn trị như là cộng sản philippines là một trường hợp khác mà tôi đã lý giải ở một bài viết khác tư bản hoang dã đã từng là con đường phải đi qua của các nước tư bản nhưng mà tư bản thân hữu thì không nên là con đường phải đi qua của các nước cộng sản nhất là khi mà con đường đó kéo quá dài tư bản hoang dã có mặt trái là tạo nên sự bất bình đẳng và phân biệt giàu nghèo nhưng mặt phải là tạo nên nền tảng phát triển cho chủ nghĩa tư bản vì nó thuận với tự nhiên hoang dã, mạnh hiếp yếu. Tư bản hoang dã được điều chỉnh bởi sự đấu tranh của cánh tả sẽ biến thành một xã hội nhân văn mà vẫn duy trì được động lực phát triển khi tả và hữu cùng phát triển. Tư bản thân hữu cũng có mặt trái giống tư bản hoang dã, nhưng nó lại có quá nhiều mặt trái. Đó là nó không thuận tự nhiên Cá lớn có khi phải hầu hạ cá bé chỉ vì quan hệ kém hơn. Theo nguồn tin chưa thể kiểm chứng thì trong vụ AVG, tổng đạo diễn lại là một con cá không to nhưng mà quan hệ siêu khủng. Con cá to lộ mặt thì đi tù cùng với quan lại lộ mặt. Cá không to với đồng chí nằm trong đống rơm lại không sao. Sự trái tự nhiên đó đã không tạo nên động lực phát triển. Anh em khởi nghiệp thay vì cố gắng học hành phấn đấu cho tốt về chuyên môn, năng lực, thì lại quay ra để trao dổi năng lực cưa gái, hòng kiếm được bố vợ làm to. Bố vợ làm to bây giờ là nền tảng để khởi nghiệp thành công, chứ không phải là bằng tiến sĩ Harvard. Tóm lại, tư bản thân hữu là hệ quả của tham nhũng và cấu kết. Nó không hay ho gì mà ca ngợi. Về lý thuyết thì tư bản thân hữu, và anh em quản lý sẽ tạo nên nhóm lợi ích bền vững khó gì mà phá nổi. Có nghĩa là tư bản thân hữu sẽ tìm cách duy trì nuôi dưỡng chính quyền tham nhũng để hai bên cùng có lợi. Nên con đường phát triển đi qua tư bản thân hữu là con đường tăm tối không có lối thoát. Quốc gia có thể vẫn tăng trưởng kinh tế nhờ tư bản thân hữu, nhưng mà sự phồn vinh chỉ dành cho một nhóm nhỏ và sự tăng trưởng đó không bền vững khi nó không dành cho số đông và không vì số đông dân chúng muốn thoát khỏi tư bản tân hữu thì chỉ có duy nhất con đường là chống tham nhũng bằng cách tự do hóa rồi dân chủ hóa. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bài viết Tư bản thân hữu có phải là con đường tất yếu? Đến đây là kết thúc. Trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung sau.